Con máy giật phim lên tiếng trước thông tin ca sĩ phim còn sống và đang ở bên Mỹ. Không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy đâu. Con ca sĩ Phi Nhung bức xúc. Sau khi Phi Nhung qua đời mới đây, Wendy Phạm, con gái của ca sĩ, đã livestream trên Facebook của Phương Trinh để đính chính những thông tin sai sự thật. Trước đó nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội khẳng định Phi Nhung thực ra vẫn còn sống. Đám tang chỉ là một trò trêu đùa qua mắt khán giả cộng đồng mạng. Con gái Phi Nhung livestream bác bỏ tin đồn sai sự thật về mẹ ruột. Con gái Phi Nhung thẳng thắn bác bỏ thông tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của mẹ ruột. Tức đụng mẹ mất, tôi không đọc tin đồn này kia vì có quá nhiều áp lực nên bị rối lắm. Nếu mẹ còn sống thì tôi rất vui, nhưng chắc chắn làm sao có chuyện đó được. Không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy đâu. Nếu mẹ còn sống đã về với tôi và các em rồi. Người bên cạnh Phương Trinh cho biết cô cũng bức xúc trước tin tức giả mạo trên mạng nhằm câu view, bất chấp sự thật. Và cũng bằng kiểu còn tiết lộ nhân nhân không nhận Wendy làm con nuôi. Cô chia sẻ, tôi không thể nhận Wendy làm con nuôi vì Wendy đã có mẹ ruột rồi. Lúc Phi Nhung vừa sang Mỹ, chị gái tôi đã nhận vé làm con nuôi. Do con đó tôi không thể nhận con gái Phi Nhung làm con nuôi được. Cũng trong livestream, con gái Phi Nhung thông báo lễ 49 ngày của cô ca sĩ diễn ra vào ngày Chủ nhật 14 tháng 11, bắt đầu từ chiều 10:30 sáng, từ 14 giờ đến 17 giờ chiều cùng ngày, gia đình sẽ tiếp đón khách đến viếng thăm. Tất cả diễn ra theo giờ Mỹ, tức 1:30 ngày 15 tháng 11 giờ Việt Nam, và được phát trực tiếp trên kênh YouTube Phi Nhung Wendy Offline. Vừa được Wendy thành lập một tài khoản giả làm ca sĩ Phi Nhung gây hiểu lầm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Trước đó, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc, đã đề cập đến vấn đề này. Theo Hồng Loan, một số kênh đã đăng tải đoạn livestream cũ của Phi Nhung nhưng lại phát trực tiếp. Chế độ trực tiếp khiến nhiều người nói rằng Phi Nhung còn đang giao lưu với mọi người, thậm chí khi có khán giả bình luận tương tác, những kẻ giả mạo này còn đóng giả Phi Nhung để trả lời nói chuyện. Mới đây, mấy hôm có người hỏi tôi sao Phi Nhung qua Mỹ lại sống lại rồi ngồi livestream, liệu chuyện này có gì xảy ra. Chính những chuyện này khiến tôi và nhiều khán giả hoang mang, không biết đâu thật đâu giả. Sự thật việc đã diễn ra, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Loan tiết lộ thêm nhiều kênh còn đưa thông tin phía Phi Nhung giảm qua đời để Mỹ chỉ Covid, khiến cho gia đình đồng nghiệp của cô ca sĩ bức xúc. Bởi hiện giờ có rất nhiều khán giả thương nhớ Phi Nhung nên tìm kiếm các video liên quan đến nữ ca sĩ, liên tục chia sẻ những câu chuyện không có chính xác sự thật nhằm lôi kéo dư luận câu view. Chính vì thế, nghệ sĩ Hồng Loan mong khán giả hãy tỉnh táo. Nếu phát hiện những video giả mạo như thế này thì báo cáo cho phía YouTube xem xét dỡ bỏ. Cô cho rằng đây là đang giao lưu đáng chê trách và cần giữ lại. Tôi mong những người làm YouTube hãy có lương tâm đạo đức hơn một chút, cố gắng đầu tư nội dung làm những gì hay mới lạ có ích cho xã hội để khán giả coi, chứ đừng đưa tin giả bịa đặt như vậy để kiếm tiền bắt chính. Nữ nghệ sĩ chia sẻ sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người rất thương. Ca sĩ Phi Nhung qua đời ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng dương 51 tuổi, là sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Tang lễ của ca sĩ đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, tang California, vì rất nhiều nghệ sĩ bạn bè người hâm mộ đã đến tiễn đưa dọc cao vòng đến điểm về nơi đi nghỉ cuối cùng. Giờ như đây đến kết thúc, xin chào các bạn nha. Bạn thì hay đăng ký kênh và chia sẻ cho mình.